Chào các bạn, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc cái mẫu bọc kẹp hình cà rốt này ha. Mẫu bọc kẹp này của mình là kẹp giọt nước, size 5cm. Cái mẫu bọc kẹp này thì mình cũng dùng sợi cotton tông Việt Nam 1mm và chặt đôi lại ha. Mình dùng màu cam và màu xanh lá. Mẫu này thì mình sẽ ứng dụng móc mũi đơn và mình sẽ móc xoay mặt sản phẩm qua lại như thế này. Trước tiên thì các bạn gầy cho mình 4 mũi bính ha. Một, 2, 3, 4 nè. Xong rồi chúng ta xoay lại móc vào chân thứ hai, bính thứ hai. Các bạn móc qua 3 mũi móc đơn. Hai. Ba. Xong rồi chúng ta sẽ dựng một bính và xoay lại móc 3 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc như vậy là 5 hàng, tổng cộng là 5 hàng ha. Bây giờ là xong một hàng rồi nè, mình sẽ móc tiếp 4 hàng nữa. Nó không lấy nét được. 1 nè. 2. 3. Xong hàng thứ hai ha. Dựng lên một bính nè, xoay lại nè. 1. 2. 3. Dựng một bính. Xoay lại móc 1. 2. Cái phần mép sản phẩm này nha, các bạn để ý là mình hay móc vào cái mép ngoài cùng nè, móc vào cái bính dựng hàng á, thì cái mép sản phẩm của chúng ta nó sẽ thẳng hơn. Xong hàng thứ tư, một bính xoay lại, mình vẫn móc 3 mũi đơn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu giảm mũi, dựng một bính nè. Mình sẽ móc một lần giảm mũi nè. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta móc xoay mặt sản phẩm như vậy thì khi giảm mũi thì mình sẽ móc như thế này, lấy chỉ lên một lần ha, lấy chỉ lên 2 lần và kéo hết qua. Xong hàng giảm mũi này mình sẽ tiếp tục móc lên 5 hàng, một bính nè. 2, một hàng rồi ha. Hai hàng. Ba hàng. Bốn hàng. 5 hàng. 5 hàng xong mình sẽ bắt đầu giảm mũi một lần nữa nè, dựng một bính nè. Móc một mũi giảm. Rồi một bính nè. Móc một mũi móc đơn. Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc viền. Các bạn ướm vào thử phần kẹp nè. Cái phần này nó vừa với so với cái thân kẹp là được. Thì khi mà các bạn móc cái hàng viền ở ngoài này nữa là nó sẽ vừa ha. Thì nếu như cái kẹp của các bạn to hơn thì các bạn sẽ tăng cái số mũi bính chiều ngang nè, và tăng cái số hàng này. Các bạn cứ vừa móc vừa ướm vào cái kẹp thì nó sẽ, khi mà các bạn ướm cái kẹp lên mà nó vừa như vậy nè, là chúng ta viền nữa là chúng ta khâu cái phần vải dạ là nó vừa. Bây giờ mình sẽ viền là mình dựng một bính ha. Mình cứ viền một hàng là một mũi móc đơn. Cái này mình móc nó hơi chặt tay nên nó cứng. Cứ một hàng là các bạn móc vào một mũi móc đơn là được ha. Cái mặt cái phần mép sản phẩm nó phẳng đều, nó không bị dúng hoặc bị co lại là được. Đến trên cái góc này thì mình sẽ móc hai mũi đơn cùng một chân để tạo cái độ cong qua. Hai mũi cùng một chân nè, ở đây một mũi nè, qua góc bên đây cũng vậy, hai mũi cùng một chân. Rồi bây giờ chúng ta lại một hàng là một mũi. Khi mà chúng ta móc cái viền như thế này thì các bạn lưu ý kéo cái sợi nó vừa sát kim cho nó đều á. Nó đều thì cái mép viền của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Ở phía cuối này là mình sẽ móc vào hai mũi ha, hai mũi cùng một chân. Để nó có cái độ cong bo qua cái phần đuôi của cái cà rốt. Và mình móc thêm một cái mũi móc mũi bính nữa nè, rồi cắt chỉ ha. Ở đây mình sẽ dùng kim để khâu. Chợ đó các bạn không làm một bính nó cũng được, tại mình muốn làm một bính nữa cho cái phần đuôi cà rốt này nó hơi nhọn nhọn một tí nè. Còn nếu các bạn không làm một bính thì nó sẽ tròn hơn. Chúng ta cứ giấu qua bình thường thôi. Đây, cái kẹp của chúng ta nó sẽ nằm vừa phía trong như thế này. Cái phần mép ngoài này chúng ta sẽ khâu vẽ dạ là nó vừa. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần cuốn ha. Cuốn mình cũng dùng cô tông Việt Nam 1mm chập đôi nè. Mình sẽ móc vào cái chân thứ hai của cái chỗ tăng mũi nè. Mình móc lên 4 mũi bính, 5 mũi bính, 1 nè, 2, 3, 4, 5 nè ha. Và mình bắt đầu quay lại trượt từ cái bính thứ hai. 1 nè, 2, trượt là chúng ta kéo qua luôn các bạn ha. 3 nè, 4 nè, xong rồi mình trượt qua cái chân kế bên. Bên đây mình sẽ móc 6 mũi bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, và mình trượt trở lại nè. 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi mình trượt vào ngay cái chân mà mình bắt đầu luôn. Đó, ngay vào cái chân chính giữa luôn á. Tiếp tục mình sẽ lên 5 bính. Và mình quay lại mình trượt 4, 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ trượt qua chân kế bên ha. và mình rút xuống phía dưới luôn. Này, chúng ta đã xong phần cuốn cho cà rốt. Rồi, nếu như các bạn thích cái cà rốt nó có mấy cái đốm đốm như thế này thì chúng ta dùng chỉ chúng ta khâu vào thôi. Còn các bạn không thích mấy cái đường đốm này thì không cần khâu cũng được. Mình khâu ngẫu nhiên thôi, khâu ngẫu nhiên qua lại. Chúng ta xong cái phần bọc kẹp hình cà rốt rồi ha. Nếu mà còn sẵn cái phần chỉ thừa này nè thì chúng ta sẽ khâu sơ cái phần sườn kẹp này vào. Đây giống như mình khâu nè, các bạn khâu sơ nó vào thì khi mà chúng ta khâu vẽ dạ thì cái kẹp đó nó sẽ chắc chắn hơn. Khâu vẽ dạ xong thì cái kẹp nó chắc chắn hơn. Mình khâu sơ cho các bạn xem ha. Các bạn lưu ý là khi đâm kim thì chúng ta chỉ lấy một ít sợi thôi, không có lấy nhiều quá nó sẽ bị lòi cái chỉ màu nâu ra phần trước đó, thì nó sẽ không đẹp. Đó, chúng ta khâu như vậy. Nếu như mà các bạn có keo nến hoặc là keo chuyên dụng dán vải á, thì các bạn dán sơ nó cũng được. Thường thì dán thì làm nó sẽ nhanh hơn là chúng ta khâu. Chúng ta vừa khâu và vừa chỉnh sơ lại cho cái phần dán kẹp nó vừa với cái sườn kẹp thì nó mới đẹp. Mấy cái phần này tí nữa chúng ta khâu vẽ dạ vào thì nó sẽ khuất hết ha. Các bạn đừng có cắt ngắn quá thì khi mình làm nó sẽ bị lòi ra bên ngoài thì nó sẽ không được đẹp. Khi mình giấu vào bên trong nó sẽ một tí nữa nó sẽ gọn hết thôi. Đây, chúng ta đã xong ha. Thì cái phần khâu cái vẽ dạ ở mặt sau này nè, mình sẽ để cái đường link mà cái video mình hướng dẫn khâu vẽ dạ. Các bạn xem ở bên dưới phần mô tả hoặc ở dưới cái comment đầu tiên giúp mình ha. Chúc các bạn thành công ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.